Panther và Babylon. Babylon màu 1, Xeang màu 3. Panther là của Van Loop và Gunny. Mắc con nhà bà binh rồi. Hai máy quả dành cho exit của game thủ màu 8 BB. Siêu nhân BB cân bản đồ không? Vâng, đây là pơ. Như vậy cũng có một pơ tới từ game thủ Fuki. Cân luôn lại một pơ bên phía của Liên Quân. Một ca Italian cân tan. Nhưng mà không tìm được quả như này thì tỷ lệ oẳng là cực kỳ cao. Vâng, tìm thấy quả hơi muộn. Sơ quy định. Đóng nghe. Đây là màn hình. Vâng, lại một Kata Ian nữa tới từ Mèo Mèo. Nói chung là 2 Kata và 1 Pearl và 1 Egypt. Nếu như Egypt để chỗ cho màn hình máy của game thủ Fuki thì đẹp quá. Nhưng đáng tiếc là lại chui ra ngoài. Thế nhưng mà tôi thấy nhà là có thế rồi. Hai cái rừng thông. Hai cái rừng thông tương đối đẹp. Dường như là vâng, rất nhiều rừng rồi. Quả phụ thì đã thấy luôn từ lúc mà chưa đóng gờ ăn quả thính. Nhưng lại không có đồ lừa về. Chưa tìm mình hưu đầu. Quan trọng cũng là một con voi nữa. Hai voi nữa thì đẹp. Đây rồi, đây là hưu. Vâng, pơ bên phía của team Liên Quân vừa chết dần. Bằng dần nè. Có lẽ là tình huống là nhiều hưu quá, phi hưu vừa chết dần. Một chiếc bè nữa. BB đang khu nhà bằng từng chiếc bè của mình. Gặp hai voi vàng và đây là con bầy yêu đầu. Đây nhiều khả năng là bầy yêu đầu, đúng là như vậy. Bầy yêu đầu sẽ được ăn ở chiếc S đầu luôn. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Không, S đầu không phải là S để ăn hiêu. Nếu như ép mắc thì vâng, tôi cần xem bãi quả phụ EB là bãi quả phụ mấy cây. 7 hay là, à xin lỗi bạn, 6 hay là 5. Vâng, bãi quả phụ 6 thì nghĩ là không cần phải có thêm voi. Ép mắc binh, cầu vong đây là bầy hươu 7. Vâng, 6 con hiện ra rồi, một con trong bọc tối. Ồ không, chỉ là 6 con hiêu. Nếu 7 thì là đẹp mắc binh luôn. Nếu 7 thì không thể đẹp hơn. Đây là S thứ 2 luôn. Rất sớm. Những thao tác tay siêu nhanh tới từ game thủ trẻ BB. S đầu này nhìn thực ra là không đẹp. Tôi đoán là như vậy. Hình như nó hơi bị dốc. BB sẽ không được nhà trận này. Và hy vọng rằng là đây sẽ là một trận mà Mèo Mèo sẽ cũng sẽ lên sớm. Và để chém ra ngoài BB. Siêu BB lại thể hiện khả năng cõng tạ của mình trong một trận thi đấu được coi là chung kết của team Liên Quân. Vâng, có lẽ sẽ ăn thêm mấy hiệu rồi, hai hiệu và hai quả. Tôi nghĩ là đóng S cho lùa hiệu về, nếu mà làm điều đó thì anh đúng là một siêu nhân. Đóng S ở dưới anh dừng một lùa về không? Vâng, người thấy siêu nhân quá, đôi khi cũng bị ghét. Vâng, tôi nghĩ là anh đã là sang thẳng rồi. Vâng, theo kiểu ngồi xổm cao hẳn, không ổn rồi. Gặp nhà màu 3 của game thủ Viên Lớp. Viên Lớp cầm Xeang. Nếu tôi không nhầm thì Viên Lớp cầm Xeang. Một bài kích muộn đến từ BB. Không ổn lắm. Cùng chờ đợi anh Mèo bá đạo. Đây rồi, anh Mèo đã đi dâng lờ rồi. Ba dân đứng chơi ở bãi gỗ của anh Mèo. Anh Mèo đã dâng lờ nhiều khả năng nhà. Vâng, cần phải dò xem nhà của game thủ Viên Lớp ở góc 3 giờ, góc 4 giờ để Mèo đâm dò chuẩn nhất. Đây là màn hình máy của Vâng Katarian game thủ E. Còn đây là màn hình máy của Perfian đang đóng nhà điều kiện. Vâng, Perfian chết 3 dân tới từ các game thủ bên phía team Liên Quân. Đó chính là game thủ Gunny. Vâng, nhổn phải chăng anh vẫn say. Rượu này có lẽ là rượu độc. Còn nếu như game thủ nhổn hôm nay đánh yếu thì hóa ra là hôm qua là Van Loop chỉ đạo Gunny ôm bom BB, nhưng ai ngờ là bị ôm bom ngược. Đen thôi.
Vâng, định ôm bom chủ lực của Sky, cuối cùng chủ lực bên phía Liên Quân lại oảng trước. Bibi, chỉ cần Bibi khỏe là mọi thứ sẽ ổn. Vâng, kín rồi. Bibi đã không được nhà chưa? Phải chăng Van Lốt cầm sang và đánh chém để cho những người đánh... Vâng, xin các bạn là đánh cung. Những người Panther sẽ chế ra ngoài cho Gunny cầm cung. Xin các bạn là Van Lốt cầm cung của sang. Như vậy thì ở thời điểm đầu, game thủ trẻ BB sẽ không bị mất phân. Ở thời điểm đầu sẽ không bị mất phân. Thế nhưng không phải vì thế mà anh có thể chống được những tên cung của sang sắp đều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Thời điểm đầu có thể là không mất phân. Nhưng những vâng, chúng ta cùng xem mèo nào. Mèo dâng lờ vào cả nhà màu 2 và cả nhà màu 3. Nhà màu 2 là người dâng lờ, Pơ là có hai nhà lờ. Thế nhưng đây là bài Pơ chết 3 công dân. Theo thông báo tới từ game thủ màu 6E. Vâng, sâu trong cánh là nhà của Pơ. Pơ dâng lờ, sang đánh cung. Một nhà A để câu chết Pơ luôn. Mèo mèo đang đánh cực kỳ thâm. Mèo mèo đang đánh rất ác. Và đúng là bên lớp đánh cung, bên lớp mà lên đề 3 xong. BG cần phải dựa vào lợi thế cúc tuyển để đỡ những tên cung đầu tiên tới từ game thủ bên lớp. Vâng, một cái trận đi là không kín được nhà mình. Persian sẽ không thể. Vâng, nếu mà đóng A như vậy thì cũng giờ sẽ không ra ngoài được. Bởi vì là không kín được nhà. Rất tốt. Đã có bánh xe và bốn cung giờ đầu tiên được sóc. Thiếu mỹ thực. Rồi, đủ rồi. Hy vọng là đỡ được tên đầu. Và những tên sau tới từ phía lớp. Mèo mèo thì sao? Mèo mèo đây rồi, một bài cực kỳ ác và thâm. Có thêm cả một chữ độc tới từ game thủ mèo mèo. Anh đang quấy nhà xem và những con lạc đà Catarian. Còn một nhà A để công thẳng ở bãi vàng của game thủ cầm Persian. Rất ác. Còn cung T phải để ý. Nếu không có sẽ oẳng. Không, bãi vàng của game thủ cầm Pơ đã chạy rồi. Thế mà mèo mèo cũng đang bị công vào rồi. Công nghệ dò tới từ game thủ có hai cầm Pơ hận đời. Gắn đi. Đây là tham 32 của Catarian. Đối đầu với màu 1 đánh cung. Đó chính là Bayron của Mỹ Linh. Và màu 4 là người cầm Pan. Màu 4 là người cầm Pan. Có pha đâm bi đâm mèo gì không? Thế nên đội trưởng Yugi thì sao? Yugi đang công vào nhà Pan rất mãnh liệt. Vừa chém chết một con vô thủy. Vâng, nhưng ở nhà thì Yugi đang bị mất bãi gỗ. Timeline chỉ còn 23. Bãi cái bãi quả đó Pan có ăn hay không? Trong khi đó đây là game thủ cầm Catarian. Đánh bay được một đạo ruộng của và một bãi gỗ của game thủ Mỹ Đình. Phải chăng các game thủ phía Liên Quân đang cáu một chút? Vâng, một pha về nhanh. Không kịp. Rất đắng môi. Vâng, màu 4 nó chạy dân sang bên này rồi. Như vậy là Pơ và Catarian cánh bên của Ehe là Yugi đang chém quá bay. Một Pan và một Babylon đã yếu. Cánh bên này thì sao? Vâng, Pan vẫn đang còn thang 16, có rất đông lạc đà. Và dân của Mỹ Đinh của này hiệu ảnh rồi. Trong đó Bibi có đỡ không? Bibi đang có tham lai là 48 trên 64. 48 trên 64 đang đấu quân với Xiang. Xiang đang rất khỏe. Dường như là khỏe nguyên. Khi mà Ehe chém không được quá nhiều. Nhưng đây là những pha đấu cung Xiang và cung tuyển. Điều cũng là một điều quan trọng cho pha đấu quân này đối với game thủ trẻ BB. Vâng, các bạn có thấy sức mạnh cục tuyển nó khủng khiếp đến mức độ nào. Nhưng game thủ hôm nay thì đang mang thêm quân ở nhà lên. BB đã gặp thế yếu, anh phải lùi quân. Bị phải e. Vâng, còn đây là tam 30 tới từ game thủ e. Tạm thời thì ở thời điểm này các game thủ lên phía team Sky đang chém tốt ở thời điểm đầu. Nhưng những nhà Pơ của Yugi thì đang phế dần. Bibi đang Mèo mèo đang còn tam 24. Mèo mèo đang còn tam 24. Vẫn giữ tam cực kỳ tốt. Pơ đã fit chưa?
Quan trọng là tôi đã biết chưa rồi. Còn Nishimugi tham này 54/60. Cần phải bo nhà hai lớp hoặc ba lớp với tình trạng cánh bên kia lật cánh sang bên này. Cánh bên kia lật cánh bên này thì rất nguy hiểm. Kim Di đang rất mất tay và đang rất khó khăn trước một xem của cái lớp đánh cung phú vàng. Đi sang đây được không đánh, làm sao đánh được. 11 bên kia tham khoảng 4 x. Còn đây là 11 phương vẫn tiếp tục bị Tamiran và Katarian quần. Ôi cả bộ trang rồi. Mèo mèo giữ lạc đà. Mèo mèo lọt được vào nhà của viên lớp 4 cái lạc đà rồi. Nhưng ở trong vẫn còn 50 cung cờ. Viên lớp đang có trận trang đánh mắc bình. Thế nhưng bây giờ BD sẽ đẩy ra. BD đang có tam 7x rồi. Và ốp thẳng vào nhà BA của game thủ cầm cầm trang. Trong tình huống này đầu máu được nâng xong. Cánh bên kia Pamidan của Yuki và cả Katarian của E cũng sẽ lật sang bên này. Một pha ốp thẳng vào A. Có cần phải để Neito với trang không? Tôi nghĩ để Neito đẹp nhất. Không cần bắn dân trong tình huống này. Tiếp tục sóc cung ở nhà của mình. Tiếp tục sóc cung ở tình huống này. Hãy cẩn thận màu 4 và 1 lật sang bên này. Vâng, ốp thẳng vào A. Đây là màu 4. Màu 4 của Hoàng Mai Nhi lật sang để cứu nhà bên lớp. Nhưng đây là giáp 32 chưa đủ để lên lớp 4. Một tôi nâng cấp 4 thì tốt hơn rất nhiều. Vâng, lạc đà màu 2. Vâng, như vậy là cả Popo và Pan đang cứu nhà màu 3 trong tình huống này. Bihi đang thủ nhà. Po đang tương đối đông. Lùi lên dốc. Một tình huống mà Po và Pan đang cực kỳ đông. Không hiểu quân lấy từ đâu mà ra. Rất đắng môi. Kích giáp 4. Kích giáp. Kích giáp 4. Thì trong lúc này thì game thủ cầm xe này bị quấy bung mất nhà. Gunny làm ăn trong này cũng đã chết rất nhiều dân rồi. Vâng, đây là tam 21 của vâng Pan và Katarian lọt vào nhà viên lớp. Nhà văn lớp là một cái chuồng lợn rồi. BB giữ được nhà thủ Tôn Lạc Đà đấy là sẽ thắng rồi. Giữ nhà thủ Tôn Lạc Đà này. Vâng, một tôn ốp chẳng vào A. Như vậy là viên lớp quyết định là đổi nhà tình huống này để có chủ lực Mỹ Đình bên phía team Liên Quân. Ai còn quân về nhà của BB thôi. Bi vẫn đang rất cố gắng phải nghe. Xây thêm một số nhà BA ở phía trong. Cung cờ có đầu máu. Bi đục ở phía dưới chỗ nhà BC của Bi. Bi đục ở phía dưới Bi. Bi đục ở phía dưới. Vâng, đây là Pơ đục vào nhà của game thủ Bi. Nhà văn lớp là một cái chuồng lợn và nhà Bi chuẩn bị trở thành một cái chuồng gà. Vậy tiếp tục phải nghe để tránh tình trạng bị mất dân. Giữ được càng nhiều dân càng tốt trong trận yếu này ở nhà chính của mình. Rồi mang quân về, bắt hết sạch lạc đà của Gunny. Gunny hết sạch cái đồ chơi trong trận yếu này. Chạy dân và giữ dân. Vâng, cả Pan cũng ốp vào. Nhà BB trở thành cái chuồng lợn thứ hai sau nhà của văn lớp. Thang này tụt xuống còn 65/108. Nhưng đây là BB. Anh không phải là người mà anh là một siêu nhân. Ra đi ơi. 16 của Mèo Mèo, 26 của He. Và đây là 19 tới từ game thủ màu. Vâng, tới từ game thủ cầm Pơ. Chúng ta trở lại với siêu nhân BB. Đây rồi, một bộ thổ bốn ốp vào cùng một lúc. Siêu nhân liệu có đỡ tên này không? Vâng, siêu nhân không cần đồng đội cứu trong tình huống này. Siêu nhân cứ thế là vẫn là một siêu nhân đôi phải He đúng không? Vâng, những pha phải He siêu nhanh tới từ siêu nhân BB. BB tụt tan xuống còn 4x. Cả lạc đà, cả cung giờ. Rất nhiều những cái hỗn loạn trong nhà mình. Nhưng anh vẫn đang rất cố gắng. Vâng, rất cố gắng. Cao vào 4-4, cái chuồng gà. Còn đây là game thủ cầm ca Katarian. Đang cố gắng ốp vào nhà của game thủ viên lớp. Còn đây là 30. Còn đây là tam 22. Vâng, ngồi tương đối tốt. Định làm gì đây? Vâng, định ốp vào nhà của Trang. Lại vào lại cái chuồng lợn này để làm cái gì? Trong khi đó đây là CWG cơ cấu lại nhà phải thật sự nhanh. Mèo Mèo và GV đang ốp thẳng vào mặt A của game thủ trên lớp. Vâng, cả He luôn. Ba loại lạc đà đang ốp vào nhà của trên lớp. Và cả game thủ GV. Một tên mà làm cho nhà của trên lớp trở thành cái chuồng lợn lần thứ hai. BB bo được kín nhà chỗ nhà BC góc nhà văn lớp lên. Ở phía dưới. Ở phía dưới.
ở phía dưới chỗ BC cần bo kín vào, tránh tình trạng bị lọt. Vâng, chuẩn rồi, timeline 59 và hồi lại. Tôi cần xem timeline tới từ game thủ trẻ. Hey, được khán giả xem timeline cho từ dưới này. Một một đang to lại. Chúng ta dùng xem. Vâng, xem timeline. Timeline vẫn đang cân. Vâng, căng đét đền đẹt 34 phút trong game. Một một đang to nhất trên bản đồ. BB lên đẩy nhà 14 khi có rất nhiều phù thủy. Chúng ta trở lại với siêu nhân vâng, siêu nhân BB. Tham lai BB đang là 65/120. Vâng, game thủ trên lớp. Trên lớp bị mất tấn công này rồi. Đắng lòng thanh niên chủ quán. Vâng, tươi quá rồi. Quá hay dành cho BB. Một pha vệ đẳng cấp tới từ game thủ trẻ. Và bây giờ thì Mỹ Đình vào đây. Vâng, Mỹ Đình đi vào đây. Đây là màn hình máy của game thủ cầm Kata. 31, lại lọt về nhà Mỹ Đình. Hey, chuyện này chém bậy quá. Vâng, tam 32 và Mỹ Đình lại bị quần. Bây giờ sẽ biến nhà của Mỹ Đình trở thành một cái trường lợn. Vâng, biến nhà Mỹ Đình trở thành một trường lợn rồi. Xem màn hình máy BB. Đây rồi, một tên bắt quân của Mỹ Đình. Mỹ Đình hoảng rồi. Hoảng rồi, hoảng rồi. Win rồi, win rồi. Thua chặt đầu ông E. Vâng, tam lai 32 thì E. Một khoanh ruộng. Một khoanh ruộng ngay sát nhà Mỹ Đình. Quá hay dành cho game thủ trẻ. Siêu nhân BB ốp thẳng nhà 1-1 luôn. Không phải nghĩ, ốp thẳng nhà 1-1 là thắng. Vâng, Mỹ Đình khổ lắm rồi. Mèo mèo còn ta 17, 26. Còn đây là Pơ. Vâng, cùng xem BB. Ban đang tương đối đông. Hai kích cung tới từ Huy. Thực ra là một kích dưới. Tham lai 88 của Egypt có đầu máu rồi. Pơ và Kata đang chém thức cấp vào nhà Mỹ Đình. Xong. Trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số sẽ là 3-0 cho Skynet. Vâng, tương đối căng khi tham lai cũng chỉ nhìn được một chút xíu và Van Lớp lại đang hồi. Vâng, lũ Van Lớp thành nhà Van Lớp thành trường lợn thì Mỹ Đình hồi và bây giờ thì là ngược lại. Nhưng bây giờ thì Mỹ Đình có lẽ là không còn sân nữa cơ. Số lượng là Pơ và Catarian là quá khủng khiếp. Còn đây là màn hình máy tam 21 của Mèo Mèo vẫn đang đi quản Van Lớp quá khủng khiếp. Màn hình máy tam 19 của Catarian hay tam 12 của Persian. Chơi, bắn nữa, bắn phương thủy. Ốp lốt nhà Pamidan. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc. Vâng, đúng tôi, người ta vẫn gọi anh là siêu nhân BB. Anh không phải là người.
Hôm nay là 75/130, 132 tới từ game thủ trẻ BB. Phú thủy. Rất nhiều phú thủy đã chạy về hướng nhà 11. Đây rồi, phú thủy bắn đi. Cứ bắn thoải mái đi. Mất một hai cái lạc đà không đáng kể trong tình huống này. Ở đây nhỉ? Toàn bộ sân của game thủ Mỹ Đình đang ở chỗ này. Vâng, các bạn có thấy rằng EBB đang lùa sân của Mỹ Đình. Cái mối gọi là thâm thù EBB và Mỹ Đình chuồn chuồn thì có lẽ từ ngày xưa rồi. Bây giờ chẳng qua nó vẫn còn đang còn tồn tại với riêng một mình cá nhân Mỹ Đình thôi. Vâng, anh Phúc Phú Đô, hôm nay anh đang mắc bình. Và thực sự trận này thì Babylon cũng đánh quá hay rồi. Bị chén từ đầu, nhà xấu. Và Tam Lai hồi lại quá to khi mà bên lớp bị lục nhà. Còn đây là Tam Lai 29 của Mơ Mèo. Vâng, cái thời điểm này với con Tam Lai 29 thì Van Lớp không thể có khả năng ngồi. Van Lớp không có khả năng ngồi. Tôi dám khẳng định một điều là như vậy khi Mơ Mèo còn Tam như thế này. Tam 18 của Catarian. Vâng, hai Catarian mà đánh như kiểu là mình cầm pan vậy. Vâng, tỷ số 3-0 cho Skyhead. C đầu đã kết thúc và chúng ta sẽ nghỉ ngơi đến với C2.